Anh nói xem em có nên cắt tóc không? Em thích thì em cắt. Nhưng mà em mãi mới nuôi dài được như thế này đó. Thôi đừng cắt nữa. Nhưng mà năm nay á, tóc ngắn hot đấy. Thì em thử cắt xem có hợp không. Nhưng mà em lại thích tóc dài hơn. Thì đẹp thì em để. Mà bạn bè em á, thì lại nói em hợp với tóc ngắn đấy. Thế em thử theo ý bạn bè em xem có đẹp không. Thế em cắt rồi không đẹp anh chịu trách nhiệm nha. Dẹp, không phải cắt nữa. Nhưng mà tóc dài như thế này á thì gội đầu sẽ lâu khô lắm. Thế thôi đi cắt nhanh luôn đi, cạo chọc đầu luôn đi đỡ phải sấy. Rồi cắt xong là không đẹp phải làm sao? Lời ơi!